Ui da. Hết Ui da. hồn. Trời ơi, đau. Mày hả? Hay quá ha. Vô duyên chỗ ta đang nhìn má. Hai người làm gì vậy? Tự nhiên có ngồi nhìn nhau cười tủm tỉm tủm tỉm. Má à. Đừng có nói là má muốn cua vợ con nha. Gì đây là vậy? Vợ của con rồi nha. Mày cái thằng bậy bạ không à. Mày thôi bây giờ á, má với vợ con cứ ngồi đây cười tiếp đi. Con đi công chuyện đây, chưa trời chưa trật rồi. Nhớ cười từ từ thôi nha. Đừng có cười nhiều quá rồi bị dịch cái miệng luôn á. Đi anh đi á, rồi anh về. Anh thằng ê, mắc cũng đi chợ nữa. Để không thôi trưa rồi. Ở chợ Tết á, người ta hay đi sớm lắm. Thôi má, chân má đang đau á. Mấy cái chuyện nặng nhọc má để con đi chợ cho. Má muốn ăn gì má nói đi, con mua hết à. Trời ơi, bây giờ con đang bầu bì, con phải nghỉ ngơi đi. Cái chân của má bị trật hôm trước nè, bây giờ đâu có gì nữa đâu. Thôi đi, mới đây à, chân má chưa lành đâu. Đi chợ xa lắm, con má trật lại á, đau. Ui, lắm. Con đừng có lo, con coi đây nè, nè, thấy không? Thấy không? Thấy không? Thấy không? Trời ơi. Hồi đó má cũng vậy đó. Má cũng có bị cũng trật chân như vậy, cũng phải đi làm thôi. Chứ sao giờ cũng quen rồi. Công nhận thuốc của tía coi như thuốc tiên vậy đó. Cảm ơn con nghe. Dạ. Nhưng mà má đi chợ má phải đi cẩn thận, từ từ thôi, coi chừng có đau lại đó. Rồi không có sao đâu. Con nghe lời má, con ở nhà, con coi chừng nhà là được rồi. Mà con có bị ngán hay là con nghe khó chịu gì không? Con nói đi. Thèm ăn gì để má mua về cho con. Để con hỏi nó một chút. Con ơi, con có thèm gì không? Nó nói là nó thèm chua đó má. Thèm chua hả? Vậy để má mua cốc với ổi về cho con ăn nha. Má, hay là má mua thêm khế với mè đi má. Ừ luôn. Má nhớ mua thêm mắm ruốc nha. Ừ luôn. Nhưng mà con nhớ là con ăn mắm ít ít thôi nha. Để không thôi là con bị chột bụng đó. Thấy ghê quá, để con hỏi lại coi nó còn thích ăn gì khác không. Bây giờ không có mắm ruốc, con thích ăn gì khác không con? Ăn gì? Muối tôm. Muối tôm. Nó nói nó thích ăn muối tôm đó má. Rồi. Dạ. Được à. Bây giờ má vô má sửa soạn đồ, má đi chợ nha. Dạ. Nha.